Thì hôm nay bác sĩ Hồng xin chia sẻ với các anh chị đó là một cái tình trạng, đó là cái gọi là cái này gọi là nevus ota. Thì một cái tình trạng gọi là sắc tố ở trên da sau tố bẩm sinh. Thì với tình trạng này thì hiện tại mình đã điều trị cho chị khách hàng đó là được một nửa liệu trình rồi. Thì hiện tại da của chị đã sáng hơn, cái phần vùng sắc tố cái trên da nó đã mở đi tương đối là nhiều rồi. Hiện tại thì nó vẫn còn, nhưng mà tuy nhiên là cái sắc tố nó đã mở đi rất là tốt. Cái độ đậm nó mở đi tương đối nhiều rồi. Nó vẫn còn một số cái phần sắc tố nó mở hơn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình điều trị. Thì hiện tại mình đang điều trị đó là dùng công nghệ laser red light. Thì đây là cái tiêu chuẩn vàng để điều trị các vấn đề sắc tố của da, về nám, về tàn nhang, về nervous ota, các vấn đề mà sắc tố da không đều màu. Thì mình sẽ sử dụng công nghệ này để mà giúp cho da trắng sáng và mở đi các cái đốm thâm, đốm sắc tố trên da. Thì được một nửa liệu trình của mình đăng ký rồi thì cảm giác là nó rất nhiều, giảm rất nhiều so với ban đầu, và giảm đến 50% hơn. Cho nên đó giờ em cũng rất là hài lòng với làn da của mình, và cũng cảm ơn bác sĩ nhân viên ở VB hôm nay đã giúp đỡ cho em. Trước tiên á thì hồi trước không có ý định là đi làm đâu, mà do một người chị cũng khuyên tóc khuyên đi làm đi, ở đây nổi tiếng với lại uy tín lắm, cứ việc đi làm đi nha, để cho có cái vẻ đẹp của người phụ nữ của mình chứ đừng có để. Cho nên nó mới đi tìm hiểu rồi mới đi tới đây, được sự tận tình giúp đỡ của các bác sĩ với lại nhân viên tư vấn ở đây thì thật sự là nó hiệu quả so với cái ban đầu. Thì cũng cảm ơn các bác sĩ hồi trước á, lúc trước khi đang điều trị cái vết bớt trên mặt thì ở mấy bên bên đây thì cũng có những cái nốt đồ mồi là sau sinh nó đã xuất hiện và cũng là rất lâu rồi, nhưng mà bác đã điều trị bắn bên đây của mình đây cũng đã hết luôn. Cho nên đó là mình rất là tin tưởng bên VB Thanh Mai, mình cũng sẽ giới thiệu tất cả bạn tới đây. Cảm ơn chị khách của chúng ta hôm nay rất là nhiều vì đã có những chia sẻ rất là chân thật về cái liệu trình cũng như là cái tình trạng chị gặp phải. Dạ, nếu cả nhà có tình trạng giống như chị khách của chúng ta ngày hôm nay thì mình đừng ngần ngại liên hệ ngay cho VB Thanh Mai. Dạ, xin chào, cảm ơn cả nhà.